Xin kính chào tất cả các bạn, mình là Vân Hằng, hiện là giảng viên giảng dạy bộ môn Sexy Dance từ cơ bản đến nâng cao. Trong bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các động tác nâng cao với hông. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu động tác đầu tiên của bài học ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, hai chân mở rộng bằng vai. Chúng ta sẽ nhấc gót bên trái trước nhé. Nhấc gót, hạ, nhấc, hạ. Các bạn sẽ cảm thấy phần hông của mình được nhấc lên bởi gót như sau. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chú ý với mình là phần thân trên mình sẽ giữ nguyên nhé. Thực hiện tương tự với bên phải như sau. 5, 6, 7, nhấc, gót, ảnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 2. Vẫn dùng gót để đẩy cơ thể, nhưng chúng ta sẽ hạ toàn bộ trọng tâm cơ thể sang bên trái. 1. Thực hiện tương tự với bên phải. 2. Chúng ta sẽ cùng thực hiện nhiều hơn này. 5, 6, 7 bên trái và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn chú ý chân luôn luôn thẳng nhé. Thực hiện lại này. 5, 6, 7 nhanh hơn và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 3. Vẫn là động tác đó nhưng chúng ta sẽ xoay hông ra phía sau như sau. Mình sẽ thực hiện nghiêng cho các bạn nhìn nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Chúng ta cùng thực hiện lại này. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ cùng thực hiện lại một lần nữa nhanh hơn nhé. 5, 6, 7, nhanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ là động tác cuối cùng. Các bạn có nhớ là mình đã nhắc các bạn mở hai đầu gối sang hai bên chưa? Không đuổi thẳng, không khép. Chúng ta sẽ thực hiện động tác với hông như sau. Đẩy hông trái, vòng một vòng sang phải. Các bạn chú ý không đẩy phần mông ra phía sau như thế này. Chúng ta sẽ đứng thẳng lưng nhé. Cùng thực hiện lại. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lần nữa. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện tương tự với bên phải. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ là thành quả của bài học ngày hôm nay.